等不更买就下饭啊那你用色都会打等着暖油红花都被他不出铁不会发关灯在空空中落你不会来梦关灯那么闷关不等来摸他而等来。Chào mừng tất cả mọi người đang đến với kênh của Đồng Hồ Hải Triều. Sau một thời gian vắng bóng, các Sky fan Sơn Tùng MTP đang rất mong chờ thì MV của sếp mình Hãy Trao Cho Anh vừa tung teaser vào 20 giờ đêm qua và chưa đầy một ngày thì teaser đã lên top 11 tình hình của YouTube rồi. Và trước khi đến với những nội dung thú vị dành cho sếp trong ngày hôm nay, đừng quên like, share và subscribe kênh Đồng Hồ Hải Triều nhé. Và mọi người có nhớ đến ca khúc Chạy Ngay Đi không nào? Có thể nói từ ca khúc ấy đến nay đã hơn một năm rồi, nên ai cũng ngóng sếp để ra bài mới mà đợi mãi. Và trong tháng này thì các fan của Sơn Tùng đến hai niềm vui, đó là thông tin về Sky Tour 2019 và MV mới nhất được mang tên Hãy Trao Cho Anh. Về Sky Tour 2019 nhằm để kỷ niệm 5 năm sự nghiệp của mình, và trailer đầu tiên về Sky Tour 2019 là một video được quay dưới dạng đen trắng, mở đầu bằng những thước phim hành trình lột tả sự suy tư của một người nghệ sĩ đang đi tìm cảm hứng mới trên chặng đường âm nhạc của mình và hồi tưởng về những kỷ niệm được cháy hết mình cùng với hàng ngàn người hâm mộ mà mình từng biểu diễn trong thời gian qua. Còn MV Hãy Trao Cho Anh hiện đang đứng ở top 11 thịnh hành của YouTube. Và trước đó, các fan của anh cũng cực kỳ hoang mang khi nhận được tin nhắn là Hãy Trao Cho Anh và đi kèm chữ ký Sơn Tùng MTV và phỏng đoán rằng là sếp chuẩn bị ra MV mới. Nào ngờ lại là sự thật các Sky ạ. Và teaser chưa đầy mấy giây thôi đã đạt hơn 1 triệu lượt xem chưa hết một ngày và nhận được hàng ngàn lượt bình luận từ các fan của nước ngoài. Lần này thì xem ra Sơn Tùng của chúng ta đang hướng ra quốc tế rồi. Một trong những fan quốc tế đã comment cho biết có lẽ MV được quay ở tiểu bang Nevada, Hoa Kỳ. Và MV này Sơn Tùng MTP sẽ hợp tác với rapper Snoop Dogg. Và trước đó, cư dân mạng cũng truyền tay nhau một video ngắn có sự xuất hiện của cả hai. Vậy là chúng ta hoàn toàn có thể đợi màn kết hợp đặc biệt này trong MV Hãy Trao Cho Anh. Và trong teaser ngắn ngủi này quá buồn vì độ dài của video chỉ có 24 giây, mà 10 giây đầu thì không có mặt Sơn Tùng rồi. Và sau đó chỉ có phân cảnh anh mặc một chiếc áo vest từ từ ngã xuống giường và cùng xuất hiện hàng ngàn bóng hồng xinh đẹp khác. Mọi người đã có ai tua lại đoạn 14 giây cuối không nào? Còn về Đồng Hồ Hải Triều cũng xem lại những phân cảnh đó và vô tình phát hiện một chiếc đồng hồ mà Sơn Tùng đeo. Có lẽ bệnh nghề nghiệp vì quá yêu những chiếc đồng hồ nên cũng vô tình bắt gặp chiếc đồng hồ của sếp. Và sau một khoảng thời gian tìm kiếm để giải đáp thắc mắc cho bằng được, cuối cùng chúng tôi cũng soi ra chiếc đồng hồ mà Sơn Tùng đã đeo trong teaser Hãy Trao Cho Anh là chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Rolex. Không biết là vô tình hay cố ý mà chiếc đồng hồ này có ý nghĩa là người sống trên bầu trời Sky Dweller. Chúng ta đều biết Sky là danh từ dùng để chỉ fan của Sơn Tùng MTP. Quay lại với chiếc đồng hồ Rolex, Sky Dweller được trang bị Calibre 9001, một bộ máy cơ tự lên dây hoàn hảo cho Rolex phát triển và sản xuất, được bảo vệ bởi 7 bằng sáng chế. Nó là một trong những Calibre phức tạp nhất được phát triển bởi thương hiệu. Thiết kế, chất lượng sản xuất và các tính năng sáng tạo làm cho nó trở nên chính xác và đáng tin cậy. Một tam giác màu đỏ đảo ngược cố định ở các điểm quay số theo thời gian tham chiếu đã chọn, thời gian ở nhà hoặc tại nơi làm việc thông thường của khách du lịch, trên đĩa ngoài giờ 24 giờ, rất thích hợp khi anh chàng đang ở Mỹ để thực hiện MV hoặc là đi du lịch. Sky Dweller được trang bị dây đeo Oyster đối với phiên bản Rolex màu vàng. Dây đeo Oyster kết hợp với Oyster Steel và mạ vàng 18K tạo nên vẻ sang trọng. Điều đặc biệt, nó được trang bị Oyster Club Cup cùng với hệ thống mở rộng nhanh EasyLink được cấp bằng sáng chế Rolex, cho phép người đeo dễ dàng tăng chiều dài vòng đeo tay khoảng 5mm. Được biết giá của chiếc đồng hồ này là 23.500 USD, tương đương 546 triệu Việt Nam đồng. Được biết trước đó trong MV Chạy Ngay Đi, Sơn Tùng cũng sở hữu một chiếc đồng hồ bạc tỷ đến từ thương hiệu Hublot Flagship Fusion Automatic 542OX1180LR1704 và có mức giá dao động từ 30.000 USD. Viền bezel của đồng hồ cũng được làm bằng vàng hồng và bao phủ bởi 138 viên kim cương có trọng lượng khoảng 0,89 carat. Gần đây nhất, anh cũng khoe trên story của mình một chiếc đồng hồ Rolex Day-Day giá hơn 1 tỷ đồng đạm đầy kim cương. Khoảnh khắc Sơn Tùng khoe chiếc đồng hồ hiệu mới mua có giá lên đến 1 tỷ đồng là chủ đề được nhắc tới nhiều nhất.
Ngoài sự trầm trồ của người hâm mộ dành cho giọng ca Thái Bình thì cũng không ít người tỏ ra bình thản và buông lời, thở dài, chỉ là chiếc đồng hồ hơn 1 tỷ thôi mà. Dù vậy thì trong sản phẩm âm nhạc mới thì chúng ta cũng đã có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chiếc đồng hồ thứ 3 trong bộ sưu tập những chiếc đồng hồ đắt tiền xa xỉ của Sơn Tùng rồi đúng không nào? Dù phân cảnh Sơn Tùng cùng với chiếc đồng hồ cùng dàn người đẹp xuất hiện mấy giây, nhưng trong teaser này chúng ta vẫn không biết bất kỳ một giai điệu trong sản phẩm âm nhạc sắp tới và cũng như không biết khi nào bài hát mới được chính thức phát hành. Nên thôi, chúng ta hãy cày tiếp teaser để cho đỡ qua ngày tháng vậy. Mọi người cảm thấy video này như thế nào? Đừng quên để lại comment nhé. Và nếu thích video này thì đừng quên like, share và subscribe cho kênh Đồng Hồ Hải Triều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.